Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 1 trong sách giáo khoa, bộ sách cánh diều. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài số các số 7, 8, 9 trang 14. Trong cái hình vẽ cái bức tranh này thì có hai vợ chồng và hai đứa con. Thì cái dẫn cậu nhóc này đi tới một cái chỗ bán đồ chơi. Thì trên cái kệ này thì có rất là nhiều cái đồ chơi. Đồ chơi trên này thì có máy bay, con gấu, xe và trống. Thì chúng ta sẽ đếm ở bao nhiêu cái máy bay ha. Rồi mấy em tập đếm nha. 1 máy bay, 2 máy bay, 3 máy bay, 4 máy bay, 5 máy bay, 6 máy bay, 7 máy bay và 8 cái máy bay. Rồi mấy em đếm xem ở bao nhiêu có bao nhiêu con gấu đây. 1 con gấu, 2 con gấu, 3 con gấu, 4 con gấu, 5 con gấu, 6 con gấu, 7 con gấu và 8 con gấu. Rồi đếm bao nhiêu cái chiếc xe đây? 1 chiếc xe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiếc xe. Tiếp theo chúng ta đếm cái trống, bao nhiêu cái trống? 1 cái trống, 2 cái trống, 3, 4, 5, 6 và 7 cái trống. Cái trống mình mới vừa đếm xong thì 7 cái trống sẽ tương ứng với là 7 cái hình tròn. Đây là số 7. Được rồi, chúng ta sẽ viết số 7. Rồi máy bay của mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc máy bay. Sẽ tương ứng với lại 8 cái hình tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là số 8. Mấy em viết lại số 8 ha. Chiếc xe này bao nhiêu chiếc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiếc. Sẽ tương ứng với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái hình tròn. Đây là số 9. Chúng ta viết số 9. Qua trang tiếp theo. Mình đếm ở bao nhiêu con gấu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con gấu. 8 con gấu bông. Bao nhiêu ngôi sao? Cái lồng đèn ngôi sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái lồng đèn ngôi sao. Bao nhiêu chiếc xe? Và máy bay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chiếc xe. Và đây là có một cái máy bay, cái chiếc xe lai máy bay đủ loại. Bài số 2, lấy số hình phù hợp theo mẫu. Đây là số 4 thì là bốn hình tam giác. Đây là hình tam giác ha, bốn hình tam giác. Đây số 7 thì chúng ta sẽ vẽ 7 hình tam giác. Này 4 hình rồi đúng không? Vẽ thêm 3 hình nữa. Nè. Đây 9 hình thì chúng ta sẽ vẽ 9 hình tam giác. Ba hình. 4 hình. 5 hình. 6 hình.
7 hình, 8 hình, 9 hình làm gì? Tô cho nó đậm đậm lên. Bên này số 8 thì chúng ta sẽ vẽ 8 hình. Bốn hình nè, à 6 hình nè. Chúng ta vẽ 2 hình nữa. Tám hình. Bài số 3. Một, hai, cái này là số 3. Này tiếp theo là số 4. Số 5. Cái này là số 6. Số 7. Cái này là số 8. Số 9. Bài số 4. Đây có tất cả những loại gì đây? Hộp quà, tây banh và cái giống như cuốn sách vậy. Rồi chúng ta đếm bao nhiêu hộp quà? Ở ngang trên là có 2. 1, 2. Ngang dưới là có 1 nữa là 3, 4, 5, 6, 7, 8. Để 8 hộp quà. Mấy em đếm từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên cũng được ha. Trái banh, chúng ta đếm từ dưới lên trên đi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nghe không? Đếm lại coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Để 9 trái banh. Bao nhiêu cái cuốn sách đây, tạm thời là cho cuốn sách thôi, không chưa hình dung nó là cái gì. 1 2 3 4 5 6 7. Bài. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo. Xin chào các em.